Vậy là mình đây, mình là Trang Rosie và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình đây, mình là Trang Rosie và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Đã rất lâu rồi mình chưa làm một video về swatch son, vì vậy nên là hôm nay mình sẽ làm về video về những thỏi son yêu thích nhất trong tháng 11 và tháng 12 của mình. Các bạn hãy đón xem nhé. Đầu tiên sẽ là một thỏi son dưỡng đến từ Sephora, và đây là thỏi là màu Sweet Coral. Vào những ngày mùa đông khá là khô hanh và môi chúng ta thường là bị nứt nẻ và khô ấy, vì vậy là em ấy là một vị cứu tinh của mình. Em ấy giúp cho môi của mình không chỉ dưỡng ẩm tốt mà còn có vị vanilla rất là nhẹ, và có một màu hồng khá là tươi tắn lên môi nữa. Nói chung là mình khá là thích em này. Đến là phải kể đến em son tin của nhà Etude House. Em ấy đã đính trọn trái tim của mình với cái hình dáng que kem, trời ơi nó rất là cute ý. Đó, các bạn thấy không? Mình chọn màu RD307 thì là màu đỏ, nhưng khi lên môi của mình thì nó có một chút ánh hồng, nhưng mà cũng không sao bởi vì nó thực sự rất là tốt. Em ấy cấp ẩm rất là tốt cho da, cho môi. Không làm cho khô môi, bám màu rất là tốt. Và thậm chí là khi mà mình đã tẩy trang ở trên môi rồi thì em ấy vẫn có một chút ánh hồng ở trên môi. Yeah. Tiếp đến từ nhà Wet n Wild thì sẽ là son kem lì của Wet n Wild, và màu của mình chọn là màu Give Me a Mocha. Thấy màu này nó khá là hot khi mà mọi người đều dùng beng lên kiểu tìm các màu son hồng đất trend của năm nay, vì vậy là yeah. Trời ơi, em ấy vừa rẻ vừa nhiều, kiểu chất lượng son khá là tốt, không ngang với, được đánh giá là ngang với các em high-end khác. Và chất son thì khá là mịn, mượt, bám lâu và không làm lộ vân môi. Một điểm cộng nữa là cái thiết kế đầu son của em này thì khá là tốt và có thể viền môi dễ dàng.
cuối cùng là đến từ Miracle Apple, là một sản phẩm được hợp tác với chị Chloe Nguyễn và chị An Phương. Hôm đấy thì mình đã kể trên Instagram rồi, là hôm đấy mình đi siêu thị với chị và mình thấy được thỏi này. Nói chung là màu này nó đẹp và nó chiếm trọn trái tim mình luôn. Thì vì vậy mình đã mua em này. Và em này là màu cam đào, có tên là Forever and Always, là loại kem lì mét. Nhưng khi đánh lên môi thì nó sẽ mang lại hiệu ứng mượt như nhung cho các bạn. Và son có một chút hơi bột nhưng mà nó khá là nhẹ môi. Và nếu các bạn dưỡng môi và chăm sóc môi thì nó sẽ không làm lộ vân môi các bạn đâu. Và điểm cộng nữa là em này có một điều kỳ lạ là khi đánh lên môi vào các buổi khác nhau trong ngày thì nó sẽ hiện ra những cái màu khác nhau ở trên môi. Ví dụ như sáng nay mình đánh thì nó sẽ là màu đỏ cam, buổi chiều mình đánh thì sẽ là màu cam hơi ngang một chút, nhưng mà đến tối đánh thì nó sẽ là màu đỏ. Nó khá là thú vị đúng không nào? Và mình rất là thích loại son này. Và nếu có thể thì mình sẽ sưu tập đủ 4 cây và swatch cho các bạn nhé. Loại son mà mình yêu thích trong tháng 11 và tháng 12 này thì là những loại son có chất son khá là tốt, cũng như là không làm khô môi và rất là nhẹ trên môi nữa. Mình nghĩ là nó sẽ phù hợp với tất cả các bạn. Và hãy chọn cho mình một thỏi son yêu thích và comment cho mình biết ở dưới nhé. Một màu son nữa mà mình nghĩ là mình cảm giác như mình đã sáng chế ra một loại son vậy, đó chính là sự kết hợp của em Etude House và em Wet n Wild. Đây. Thật lạ là khi màu hồng đất cộng với màu đỏ hồng thì nó lại ra một chút đỏ rượu pha hồng và nó rất là đẹp ấy. Và mình nghĩ là khi mà đánh giữa son kem lì và son tin thì son tin nó sẽ cấp ẩm cho môi của mình và khiến cho bạn nào mà sử dụng son kem lì nó hơi khô môi ấy, các bạn có thể chọn một màu tin tương tự hoặc là sáng hơn một chút đánh ở phần lòng môi. Nó sẽ làm cho môi của bạn không bị lộ vân môi cũng như là cấp ẩm cho môi và khiến cho môi không bị khô nữa. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip của mình. Đừng quên like, share và subscribe cho channel của mình nhé. Rất xin lỗi các bạn bởi vì đây là clip son thứ 2 mà mình có thể swatch cho các bạn. Và sắp tới sẽ có rất nhiều clip bất ngờ khác dành tặng cho các bạn. Vậy là hãy đón chờ nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye. Mua. Ơi, mấy ông biết tại sao hôm nay cái gì nó liên quan đến lông nó cũng kiểu nó khá là ấy ấy. Các bạn nhìn này, cái tóc của mình nó bị tích điện đi, xong rồi mùa đông xong mặc đồ len vừa trùm cái mũ lên. Thế là bây giờ nó kiểu nó cứ dựng đứng lên này, trời ơi, xong rồi bù xù, trời ơi. Các bạn hãy thông cảm cho đầu tóc của mình. Còn đến phần lông mày thì không phải bàn cãi nhá. Nó khá là gọn nhưng mà nó lại kiểu thật là không thể yêu nổi. Thế là các bạn hãy bỏ qua phần lông mày và phần tóc của mình nhá. Rồi các bạn.